Này cho cô rồi. Con lấy quả đi. Con lấy đi. Con đang lấy kìa. Mẹ lấy thật không? Mẹ ơi, kéo ra. Mẹ nè. Mẹ ơi, con để trong cô rồi. Ừ. Thank you.
thương, năm thương, sáu thương, ba thương, bốn dạ dạ. Con nhặt vào đây mà. Con nhặt. Nhiều quá. Thì thật. Thêm một cái này. Có cho thêm một cái này. Ai được một cân này. Trả tiền quá. Chị ơi. Chị ơi. Con, để tay đây nè. Dạ. Sao lại ba về ông hàm quân ngoài đây có số tờ chăn kìa chăn chịu thêm. Yeah.
tôi nhé. Con kia sợi dây chăn thố à. Mẹ ơi.
à? Ai biết cái gì đây nè? Em không muốn nuôi con nữa. Con ơi, qua đường thương tâm nhặt em bé về nuôi. Ủi em bé ơ. Bố mình lo hả ta ủi tụi em bé ơ. Hả? Hả nè, lưu điểm nè. Quá phiêu phiêu là hai sao con giáo hoa hoa mình con này cái mà bé ủi tu phải nọ bèo khô và mắt ủi tu sẽ khơ hả mắt tòng ủi ta qua nô này cái hả tao mấy ai ạ ủi tu bé mình lớp bé tu thôi trong ba bé à con giáo ta quá hoa mình con này cái chưa ủi tu phải khô ủi ta qua nè. Yeah. Như hoàn cảnh khó khăn hay như sẽ bỏ quá dễ họ ủi mà phun cái khói này cặp chắc là dâm ủi tu này nào cả khói mắt cho dâm hiện dâm nối liều hiện ủi tu ta em nhá cả chùa một này có nghe mày ủi tu với thôn này ủi nào gia đình ở ủi nha gia sẽ hoàn cảnh khó khăn lắm là lại ủi tu là cả to mình cả to mà to này nó là phun sẽ chặt nữa nè phun sẽ phải tao em bé ơi
em họ làm đi. Cái lấy cũng rất thích. Cái này của mẹ. Con phải làm như thế này. Ít ăn ít nhé. Mẹ nấu xong rồi mẹ cho em nhé. Mẹ ơi. Alo. Cháy chưa? Cháy rồi mẹ. Con ăn nhé. Đấy, ổn rồi đấy nhá. Khọc 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 nhá. Đấy. Thank you.